Chào các bạn trở lại với kênh của Khải Toàn. Phong thủy nhà hướng Tây Bắc theo quẻ Huyền Thông Phi Tinh. Thế nào là phong thủy tốt? Sạch sẽ gọn gàng, không mùi ẩm mốc, không có tiếng ồn khó chịu, tâm lý những người sống trong nhà vui vẻ, có lòng thông cảm là phong thủy tốt. Khải Toàn trợ duyên với các bạn tự học thuật số nói chung và Huyền Thông Phi Tinh nói riêng, nhằm mang đến cho các bạn kiến thức phong thủy chân chính. Không thần thánh hóa, học phong thủy trước tiên là giúp bản thân, sau đó là giúp người. Nhưng các bạn học thuật không nên thái quá. Làm bất cứ việc lớn nhỏ gì cũng xem có hợp phong thủy hay không, sẽ đánh mất sự tự nhiên, đánh mất sự cân bằng của cuộc sống. Khi dọn vào một ngôi nhà để ở hay dọn vào một ngôi nhà để kinh doanh, không thể nào thiếu sự tín ngưỡng về tâm linh. Chỉ cần thành tâm khấn sẽ được phù hộ độ trì. Khi còn trẻ, chúng ta không tin vào thế lực vô hình. Ta cho rằng mắt thấy tai nghe mới đáng tin. Mắt ta rõ cỡ nào cũng không thể nhìn xuyên qua một lớp vải. Ta không thể nào thấy được sóng wifi, thậm chí cả bụi trước mặt ta. Tai ta thính cỡ nào cũng không thể nghe được những việc xảy ra cách đây vài chục mét. Vì vậy, khi vào một mảnh đất để sinh sống, ta cần thành tâm khấn, khai báo thổ thần thổ địa và những vị quốc mặt quốc mài nơi này phù hộ cho ta sự an ổn để sinh sống. Về việc cúng kiến, nếu có nên cúng chay cho thanh tịnh, giảm sát sanh. Không ai bắt ta phải tin, nhưng có những hành động này giúp tâm ta an hơn. Phong thủy không phải là vạn năng, phong thủy không thay đổi được tất cả. Giả dụ ai đó vừa phạm tội, không thể dùng phong thủy để thoát tội. Nói đơn giản, phong thủy không thể thay đổi được luật nhân quả. Tuy nhiên, nếu dùng tốt, phong thủy giúp cải biến cuộc sống vài phần. Các phần còn lại do sự tu tâm dưỡng tánh và lòng giúp người. Tu là gì? Tu đơn giản chính là chỉnh sửa bản thân. Nếu phong thủy giúp ta về tài lộc, thì nhân cách sống giúp ta tăng phước đức. Để không bị tâm ma nhiễu loạn, cách dễ nhất là tu tâm dưỡng tánh và tập thiền. Người hành thiền sẽ tìm cho mình sự bình an. Thường xuyên đọc sách hoặc nghe pháp thoại, quán chiếu trong đời sống thường ngày sẽ có được sự giác ngộ. Đạt được sự giác ngộ, tâm an rồi thì dụng phong thủy dễ hanh thông. Và đừng quên, điều quan trọng nhất để cải biến vận mệnh đó chính là tạo nghiệp lành. Tạo nghiệp lành bằng cách bố thí. Về thuật số Huyền Thông Phi Tinh, có thể luận được thời điểm tốt xấu của một ngôi nhà, biết được vận trình của ngôi nhà theo thời gian. Kết hợp với hình thể ngôi nhà, có thể nắm bắt được những thành viên trong gia đình có vận số như thế nào. Bài trí đồ vật theo phong thủy, có thể dùng những vật khá đơn giản như vài bức tranh, đồ đồng, hồ nước, dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa để thanh tẩy không khí, vẫn có thể đón vận may. Nói chung, lập quẻ theo Huyền Thông Phi Tinh giúp ta bài trí đồ vật phù hợp, giúp ngôi nhà hoặc mảnh đất giảm xấu tăng tài lộc. Video này Khải Toàn đề cập 3 quẻ nhà hướng Tây Bắc theo Huyền Thông Phi Tinh. Hướng Tây Bắc thuộc hành kim, hướng Tây Bắc hợp với Tây tứ mệnh. Các phương pháp này mang tính chất tham khảo, không áp dụng cho các quẻ Huyền Thông Phi Tinh. Các bạn đừng nên lưu tâm. Để biết cách đo tọa độ và phân cung một ngôi nhà, các bạn nên xem qua về hướng dẫn đo tọa độ, xem video này trong kênh của Khải Toàn. Ngoài ra, các bạn có thể lên Google tìm thầy Khải Toàn và website để xem thêm các bài viết về dụng thần bát tự và các bài viết về Huyền Thông Phi Tinh. Nhà hướng Tây Bắc, tọa là Đông Nam, tức cuối nhà thuộc Đông Nam, Đông Nam thuộc Mộc, hợp với ai mệnh thiếu Mộc. Mệnh thiếu Mộc thường sinh vào tháng Thân Dậu và mùa thu. Nếu ở nhà hướng Tây Bắc, cho thêm vài điểm tốt. Nhà hướng Tây Bắc có 3 cung, Tuất, Càn, Hợi. Tức ngày tháng năm có
Tuất Hợi không phải ngày tốt cho việc chọn ngày lành. Nếu ở phương tọa tức cuối nhà thuộc cung thần, ngày lành có thể chọn Thân, Tý hoặc Dần, hoặc là Dậu. Nếu ở phương tọa thuộc cung Tỵ, ngày lành có thể chọn Ngọ, Mùi hoặc Dậu, Sửu. Nên kết hợp với dụng thần bát tự của gia chủ. Hướng Tây Bắc trong hậu thiên bát quái thuộc quẻ Càn. Quẻ Càn đại diện cho người cha hoặc là người đứng đầu công ty. Cửa nhà ở hướng Tây Bắc đại diện cho người cha thường xuyên vắng nhà hoặc làm việc xa. Đặc biệt nếu hướng Tây Bắc bị thiếu gốc, tức là bị khuyết gốc, đại diện vận trình người cha không tốt, hoặc là ngôi nhà này do nữ cầm quyền. Người học thuật cần có sự cần mẫn. Người kém duyên nhưng đam mê học phong thủy phải học đi học lại rất nhiều lần. Chính vì sự kiên nhẫn, kiên trì này mới dễ dẫn đến thành công. Trong quá trình tự nghiên cứu, phần nào chưa hiểu, các bạn hãy lướt qua nội dung tiếp theo, sau đó trở lại phần chưa hiểu, dần dần do sự kiên trì sẽ ngộ ra. Để lập được quẻ, đầu tiên các bạn phải có tọa độ chính xác của một ngôi nhà. Hướng Tây Bắc rất là chung chung. Một hướng có 3 sơn, một sơn có 15 độ. Hướng Tây Bắc từ 294 cho đến 335 độ. Nếu là 291 cho đến 293 độ sẽ phạm phải xuất quái, hoặc 336 cho đến 338 độ cũng phạm xuất quái. Phạm xuất quái là một ngôi nhà khó lòng yên ổn. Hướng Tây Bắc có 3 sơn, Tuất Càn Hợi, tổng cộng có 3 quẻ trong vận 8. Luận về phong thủy, sau khi nghiên cứu huyền không phi tinh, chúng ta không thể thiếu kiến thức về loan đầu. Loan đầu chú trọng hình thể. Mắt thấy được, tai nghe được, mũi ngửi được, tất cả những gì cảm nhận được đều là loan đầu. Ví dụ màu sắc ngôi nhà nên dựa vào dụng thần của gia chủ. Nếu gia chủ thiếu thủy nên dùng xanh dương. Nếu gia chủ thiếu kim nên dùng trắng xám. Nếu gia chủ thiếu hỏa nên có một ít màu đỏ sậm. Nếu thiếu mộc nên có màu xanh lá sậm. Bố cục nhà ở nên vuông vắn, đó là ngôi nhà có tứ chính. Trong nhà ai cũng có gương, nếu đặt gương không đúng sẽ dễ phạm phải sát. Gương trong phòng ngủ, kỵ đối diện cửa hoặc là xông vào giường ngủ sẽ tạo ra hiện tượng đào hoa sát. Gương cũng không nên phản chiếu bếp, biến một bếp thành hai bếp. Tùy vào dụng thần của nữ gia chủ, màu sắc của bếp nên theo nữ gia chủ. Một ngôi nhà có đầm ấm hay không là phải xem lại bếp có thường xuyên nổi lửa hay không. Với những nữ gia chủ sinh mùa đông thiếu hỏa, càng phải thường xuyên vào bếp. Nếu giao việc nấu bếp cho người giúp việc thì người giúp việc sẽ tăng thêm vận đào hoa chứ không phải nữ gia chủ. Nhà vệ sinh luôn sạch sẽ. Người thiếu thủy, nhà vệ sinh có thể to và có bồn tắm. Người kỵ thủy, nhà vệ sinh bé lại, nên dùng màu ấm và có quạt hút ẩm. Nên xử lý tạp vật. Tạp vật là những vật thường xuyên không dùng, để lâu dễ phạm phải sát. Các cửa phòng không nên đối diện với nhau, hai luồng khí xông vào nhau. Nhất là cửa mình và cửa hàng xóm đối nhau, một nhà suy, một nhà thịnh, nếu hai nhà quá gần với nhau. Khải Toàn vừa nêu qua vài yếu tố loan đầu, các bạn có thể đọc sách tìm hiểu thêm hoặc tìm hiểu thêm trên website. Bây giờ Khải Toàn xin trình bày các quẻ. Các bạn đã có sẵn thông tin tọa độ nhà, bản vẽ nhà, phân cung nhà và xác định thời điểm xây nhà hoặc dọn vào ở. Nếu dọn vào ở sau 2004 sẽ thuộc vận 8. Nếu thời điểm dọn vào ở đến thời điểm hiện tại ở vận 9, tức là sau 2024 vẫn theo quẻ của vận 8. Nếu qua vận mới, trừ khi sửa trên 1/3 ngôi nhà. Bây giờ các bạn theo một trong ba quẻ sau đây của nhà hướng Tây Bắc. Quẻ 1 là quẻ Kim, từ 294 cho đến 295 độ, hoặc là từ 304 cho đến 307 độ. Tọa thần hướng Tuất. Tại Tây Bắc ta có Nhất Bạch và Bát Bạch. Tại đây nên có thủy để kích tài, không nên có núi, không nên có vật cao lớn. Tại hướng Bắc ta có Ngũ Hoàng và Tam Bích. Tại đây kỵ hỏa và kỵ mộc,
nên có một ít kim để hóa xác. Tại Đông Bắc, ta có Tam Bích và Nhất Bạch, không nên có mộc, không nên gây tiếng ồn để tránh thị phi. Tại đây có thể treo một bức tranh cá hoặc sông nước. Tại hướng Đông, ta có Thất Xích và Ngũ Hoàng, đây cũng là một cặp sao hung, nên có ít kim loại hoặc đồ đồng để hóa xác, không nên có hỏa. Tại Đông Nam, ta có Bát Bạch và Lục Bạch, đây là cặp sao tốt, nên có chanh núi, nên có tủ cao, nên có hỏa. Tại hướng Nam, ta có Tứ Lục và Nhị Hắc, tại đây không nên có mộc và có hỏa, nên có ít kim để hóa xác. Tại Tây Nam, ta có Lục Bạch và Tứ Lục. Tại Tây Nam này, kỵ kim và kỵ mộc, không nên có nước. Tại hướng Tây, ta có Ngũ Hoàng và Cửu Tử, nên có thủy tĩnh, tức là bức tranh cá hoặc bức tranh sông nước, không nên có hỏa. Tại Trung Cung, tức giữa nhà, ta có Cửu Tử và Thất Xích, đây là quẻ họa hồi lộc, nên có một ít đồ gốm để hóa xác. Họa hồi lộc là quẻ làm không giữ được tiền. Cung tốt của nhà này ta có Tây Bắc và Đông Nam. Tây Bắc đại diện cho Nam gia chủ. Nếu Nam gia chủ cần thủy thì tại đây nên có hồ nước hoặc là tranh cá rất là tốt. Giả dụ gia chủ kỵ thủy thì ở đây nên có một ít thủy, không nên có nhiều thủy. Ít thủy là tranh nước hoặc là tranh cá, nhiều thủy là hồ nước hồ cá. Quẻ thứ hai, Thìn Sơn tuất hướng 298 cho đến 303 độ, đây là vẻ chính hướng, tức là thuần khí. Cung tốt ta có bao gồm Tây Bắc và Đông Nam. Tại Tây Bắc, ta có Bát Bạch và Nhất Bạch. Tại đây nên có tranh núi, nên dùng làm phòng ngủ, phòng làm việc hoặc phòng đọc sách. Tại hướng Bắc, ta có Tam Bích và Ngũ Hoàng, kỵ hỏa và kỵ mộc, nên có ít kim để hóa xác. Tại Đông Bắc, không nên có nước, không nên có mộc, nên có một bức tranh núi. Tại hướng Đông, không nên có hỏa, nên có một ít kim loại để hóa xác. Tại Đông Nam, ta có Lục Bạch và Bát Bạch, ở đây nên có thủy để kích tài. Thủy bao gồm hồ cá, hồ nước, bức tranh cá, bức tranh sông nước. Tranh sông nước, nước nên chảy vào trong nhà, không nên chảy ra. Tại hướng Nam, ta có Nhị Hắc và Tứ Lục. Tại đây không nên có hỏa, nên có một ít kim để hóa xác. Tại Tây Nam, kỵ mộc và kỵ kim. Tại hướng Tây, không nên có hỏa, không nên có thủy động, nên có một bức tranh núi, tranh núi không nên có nước. Trung cung giữa nhà nên có một ít đồ gốm để hóa giải quẻ họa hồi lộc, không giữ được tiền. Khải Toàn xin nhắc lại, quẻ tốt của nhà này ta có cung Tây Bắc và cung Đông Nam. Cung không tốt bao gồm cung Bắc và cung Đông. Cung tốt ta dành làm phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng làm việc hoặc là nhà bếp. Quẻ số 3, Tốn Sơn Càn Hướng 308 cho đến 322 độ, hoặc là Tỵ Sơn Hợi Hướng 323 cho đến 335 độ. Cung tốt của quẻ số 3 này ở hướng Tây Bắc và Đông Nam. Cung không tốt là ở hướng Tây và hướng Nam. Tại Tây Bắc nên có thủy để kích tài, không nên có tranh núi hoặc là tủ cao. Tại hướng Bắc không nên có hỏa, nên có một ít kim để hóa xác. Tại Đông Bắc không nên có mộc, không nên có kim. Tại hướng Đông không nên có hỏa, không nên có thủy động, nên có một bức tranh núi. Tại Đông Nam nên có một bức tranh núi, không nên có nước. Tại hướng Nam không nên có mộc, không nên có hỏa, nên có một ít kim để hóa xác. Tại Tây Nam nên có một bức tranh núi, không nên có nước. Tại hướng Tây không nên có hỏa, không nên có màu đỏ, nên có kim loại để hóa xác. Tại hướng Tây vào các năm có sao Cửu Tử nhập vào, đây là một quẻ khá xấu vào năm này.
chung cung giữa nhà. Ta có quẻ 79, đây là quẻ họa hồi lộc, không giữ được tiền nên có một ít đồ gớm để hóa xác. Quẻ nhà số 3 này qua vận chính là quẻ thoái khí, không phải là quẻ tốt. Dựa theo quẻ huyền không phi tinh để bài trí phù hợp, các bạn nên kết hợp với loan đầu và cả dụng thần bát tự. Loan đầu vẫn là quan trọng nhất. Ví dụ cửa chính là cung tốt theo quẻ huyền không phi tinh, không vì thế mà kê bàn kê giường ra vị trí này. Chúng ta nên ưu tiên về loan đầu rồi mới đến lý khí. Hãy học từ từ, không việc gì phải vội. Việc gì ta làm vội thường không tốt bằng việc làm từ tốn. Nếu bạn là người tin vào sự ứng nghiệm của phong thủy, bản thân muốn ứng dụng phong thủy vào đời sống, vào chính ngôi nhà của mình, nhưng hiện tại người trong gia đình lại hoàn toàn không tin, họ không muốn ứng dụng, bạn phải làm thế nào? Trường hợp này, bạn càng không nên vội vàng ứng dụng phong thủy vào ngôi nhà. Hãy dùng chính sự thiện lành của mình và âm thầm thay đổi bản thân, dành thời gian tu tập, dành thời gian ngồi thiền, chỉnh sửa tâm tính của chính mình để đạt được sự giác ngộ. Từ đây rất dễ thông cảm với những người xung quanh, vì tâm lý an lạc là một loại phong thủy tốt nhất. Thông cảm và giúp đỡ sẽ có hòa khí, có hòa khí rồi sẽ có tài lộc. Khải Toàn hy vọng các bạn có được kiến thức phong thủy chân chính, giúp cải biến cuộc sống hàng ngày. Và đừng quên, tu tâm dưỡng tánh và bố thí là hai phương tiện tốt nhất để cải biến cuộc đời. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.